Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình cùng các bạn tìm hiểu về đặc điểm của con chằn hiêu nha. Và đây là một con chằn hiêu khá to các bạn. Chằn hiêu có họ là họ ếch nhái Ranida, thuộc bộ không đuôi Anura. Nó thuộc lớp lưỡng cư. Về đặc điểm nhận dạng đó các bạn, thì đầu nó dài hơn rộng và miệng dài hơn đường kính mắt, màng nhĩ rõ gần bằng 3/4 đường kính mắt, khoảng cách gian mũi hẹp hơn so với khoảng cách gian ổ mắt nhưng rộng hơn so với mí mắt trên. Chàng hiêu có răng lá mía nha các bạn. Và đây là con chàng hiêu, nó đang nằm im các bạn ơi. Ngón tay của chàng hiêu có không có màng các bạn. Cái ngón tay của nó không có màng. Múc ngón không có đĩa. Chân sau dài và mảnh. Chân có màng hơi gần như hoàng. Gờ da lưng sườn nhỏ kéo dài từ mắt đến háng. Lưng nó có màu nâu đỏ hay vàng nhạt, đôi khi xám nhạt. Có một vệt hình thoi màu đen phủ hết màng nhĩ. Gờ da trên màng nhĩ rõ. Trên lưng có một nếp da mảnh hình chữ V ngực ở khoảng giữa hai vai. Trên đùi và cẳng chân có những vệt xiên xéo. Bụng trắng, ngực và ức có đốm xám. Đó là đặc điểm nhận dạng của con chằn hiêu các bạn. Sau đây mình sẽ tìm hiểu về tập tính sinh học, sinh thái của chằn hiêu nha. Chằn hiêu thường gặp ở những cái vùng rừng núi, ở những cái độ cao khác nhau, thường là những nơi đất ẩm ướt, thung lũng, rừng cây gỗ, khe núi, rãnh nước gần rừng, vân vân. Thức ăn của chằn hiêu đó các bạn là gồm mối nè các bạn, là châu chấu, dế con, cánh cứng, là kiến vàng nhỏ, kiến đen, là sâu non và cả rết nữa các bạn. Mùa sinh sản từ tháng 9 đến tháng giêng, đẻ trứng và nên chằn hiêu nó đẻ trứng vào vũng nước các bạn. Chằn hiêu thì nó đẻ trứng vào trong cái vũng nước ở những cái nơi mà ẩm ướt như thung lũng, rừng cây gỗ, khe núi đó các bạn. Và nó phân bố loài phổ biến và thường gặp là ở miền Bắc và Trung Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và miền Nam của nước ta đó các bạn. Các bạn thấy mới nhìn nó giống con ếch quá các bạn, nhưng mà thật ra đây là con chằn hiêu. Và nè, con chằn hiêu này nó cũng cùng chung là cái họ ếch nhái các bạn. Nó nhìn giống con ếch. Nó cùng họ đó các bạn. Có đặc điểm là các bạn thấy nó, cái chân sau nó rất là dài. Cái chân sau nó dài các bạn. Nó mảnh, dài. Bây giờ mình sẽ bắt con, nãy giờ mình để trong đây, giờ mình sẽ bắt ra các bạn. Bắt con chằn hiêu này ra xem, cho các bạn xem cận cảnh luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ mình bắt ra thôi. Rồi mình bắt nó ra các bạn ơi. Các bạn thấy nó to không? Mình bắt nó ra đây. Nó nhớt như con ếch rồi các bạn ơi. Cái chân nó rất là dài các bạn. Nó cùng họ với ếch luôn. Cái chân sau nó rất dài, nó mảnh, nó dài. À, các bạn mình cái chân, cái ngón tay nó không có màng, nó không có màng các bạn. Chân sau rất là dài, mảnh nhưng dài. Nó không có kêu gì hết các bạn ơi. Ếch thì nó kêu rồi, còn chằn hiêu nè nó không có kêu. Rồi, mùa này các bạn, cuối mùa mưa rồi,
hiếm khi gặp mà con trà heo. Thường đó các cái mùa mà cái lượng mưa nhiều các bạn thì cái loài chèn hiêu này là thường xuất hiện. Tuy nhiên đến cái thời điểm này các bạn thấy là cái loài này cuối mùa mưa này ít khi nào nó thấy nó nhảy được các bạn. Nó nhớt trơn trơn như ếch vậy các bạn, rất là trơn. Thì cuối mùa mưa thì hiếm khi lắm các bạn. Hôm nay mình tình cờ mình gặp và mình chia sẻ gặp chú chàng hiêu, con chàng hiêu này mình ghi nhận cái hình ảnh này chia sẻ cùng các bạn. Các bạn thưởng thức thấy thú vị, thấy hấp dẫn, hãy like và đăng ký tiếp tục ủng hộ kênh mình nha. Mình chia sẻ những hình ảnh rất là chân thật, rất là gần gũi với các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những lần sau nha. Xin chào, tạm biệt nha.